Mình chào các bạn, mình là Mắt Biết Cười. Hôm nay giới thiệu một mặt hàng mới cho các bạn. Có một cái đặc biệt nữa là mình muốn nói cho các bạn biết ngày hôm nay là tất cả các mặt hàng ở đây ha là đã có sẵn ở Việt Nam. Khi nào các bạn cần thì có thể liên hệ với trang web hoặc là nhìn ở dưới cái link đó. Ok. À, nhắc đến trang web là Ham Làm Đẹp. Vừa bây giờ có đổi tên nữa là Teen Store đó. Khi mà các bạn thấy trang Ham Làm Đẹp cũng được, hoặc là vào trong trang Teen Store đó. Máy hôm nay mình giới thiệu là gì, là ba cái máy này. Cái máy này là Series 3, hai cái máy này Series 3, cái này Series 8, cái này là 3100 nè, cái này là 386, rồi còn cái này là 814. Cái sự chung của tụi nó là gì và khác biệt của tụi nó là gì ha. Chung của tụi nó là ba cái máy này là các bạn có thể xay thịt lòng giò sống được. Mình cũng có giới thiệu với các bạn những cái máy khác như Series 8, nhưng mà mấy cái đó nó không có cái lưỡi xay mà nó là để nó quét bột hoặc là quét thịt cũng được ha. Tại sao hai cái Series 3 khác nhau là để cho các bạn lựa chọn. Có người thích chỉ mua cái máy này thôi, hoặc là có người chỉ thích mua cái máy này tại vì nó có thêm bộ phận phụ có sẵn trong bộ ha. Thì như đây là máy Series 8 nè, Multitalent nè. Tất cả những cái gì mình có ở đây là như mình xài, tại vì từ hôm mình mở cửa hàng ra mình bán cho đến bây giờ có nhiều người họ xài rồi, hoặc là họ không biết có cố tình ở từ những cửa hàng khác hay không. Mình chỉ nói thôi, vô gây sự, nói hàng xài không tốt, đừng nên mua ở đây, rồi này nọ. Mình nghĩ là những khách hàng mình giới thiệu từ trước đến nay đã từng mua và đã từng xài và đã từng có những cái kinh trải nghiệm tốt cũng đã ghi lên. Mình chỉ muốn nói lần nữa là khi các bạn mua máy mà thì các bạn trước khi sử dụng các bạn cũng nên xem cái quyển sách hoặc là cách sử dụng của nó như thế nào. Có nhiều người xài nhưng không đúng cách thì đương nhiên nó sẽ có những cái trở ngại. Ví dụ như mình nói đây hai cái máy Series 3 ha, thì cái dung khổ của cái ly xay nó là 2.3 lít, còn cái này là 3.9 lít. Nhưng mà nếu các bạn để quá tải trong nó thì làm sao nó quay nổi, đúng không? Người ta quy định nó bao nhiêu thì phải làm như vậy, đến maximum của nó thôi. Còn mà hơn nữa thì đương nhiên sẽ có gặp những trở ngại. Đây là máy máy xay của cái máy này cho các bạn nhìn thấy ha. Như cái này cái máy nướng nè. Hỏi tại sao nhà cũng có lò nướng rồi, có dàn bếp mà tại sao cần cái này? Khi mà mình đi du lịch, ví dụ như mình vô resort, mình mướn resort đúng không? Đi cả nhà mà đâu phải đi một người hai người. Em đi vô mình mướn cái resort, trong resort thì nó có những cái xây những cái chòi là những cái nhà nghỉ riêng từng hộ, từng gia đình đó, thì trong đó cũng có điện mà. Đó, đang theo cái này coi như là có cái lò nướng. Bữa mình đã giới thiệu cái máy này rồi. Đây là cái máy quét nè. Nè, cái máy này là máy nướng nè. Cái này là hút vi khuẩn nè. Này là bánh làm bánh bánh kẹp nè. Cái này nồi lẩu nè, máy ép chậm. Còn gì nữa? Đây làm kem, nhà tự làm kem luôn. Vào cái thời của corona này nó rất là nguy hiểm. Mình không biết bên ngoài họ làm ăn sạch sẽ như thế nào. Cho nên mình muốn là cái gì mình làm được thì mình làm, tự làm ở nhà. Cái gì mình tự làm được, có máy móc tiện nghi như vậy ở nhà mình tự làm được, ăn uống sạch sẽ nè, ăn uống an toàn, ăn uống tươi, lúc nào cũng là hàng tươi theo ý muốn của mình, nhiều ít cái gì rồi làm nhiều. Ví dụ như kem đó, ở nhà nếu những người nào mà bị bệnh đường đúng không, không ăn ngọt được nhiều thì mình tự làm kem trái cây tươi rồi sữa, rồi mình bỏ ít đường hoặc là mình không bỏ đường luôn cũng được nữa. Đó, ở ngoài họ thường kem nó ngọt quá mà đâu có ăn được. Bây giờ người thân ở trong nhà hoặc là người bị bệnh đường vẫn ăn được kem.
đúng không? Hả? Máy hút bụi, máy hút thuốc phòng vi khuẩn này đó. À, nói chung là hôm nay mình giới thiệu ba cái máy này là máy có lưỡi xay để xay thịt làm giò sống ha. Hai cái series 3 và cái series 8. Đó, cho các bạn lựa chọn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu giới thiệu riêng cho các bạn cái máy series 3 mới này. Cái một cái kích thước cho là mình ở nhà mình cũng sống là cái máy 3100, bây giờ là đến cái máy 386 ha. Ok.